À, có một cái câu hỏi rất là vui bạn sợ gì nhất trong những điều sau à, sự nhện, sự chết, sợ hết tiền hay là sợ nói trước đám đông thì hầu hết thì gì ạ à, các bạn có biết câu trả lời chung nhất là gì không ạ? đó là sợ nói trước đám đông đấy ạ nhện nữa không đây là một cái uh, con vật mà gì ạ chúng ta chắc có người sợ người không thôi sợ chết chết là một điều gì ở đây đâu đấy nghe cũng đáng sợ thật nhưng nó còn xa lắm hết tiền đúng không hết tiền chúng ta có thể uh, xin bố mẹ vay bạn bè đúng không ạ nhưng mà sợ nói trước đám đông thì khó mà ai mà không sợ đúng không hầu hết thì đây là một cái câu hỏi survey mà người mỹ đã đưa ra và một cái điều rất là bất ngờ đó là câu trả lời chung nhất của mọi người đó chính là sợ nói trước đám đông vậy điều gì khiến chúng ta sợ như vậy đúng không và chúng ta có cách nào để chúng ta hết cái nỗi lo sợ đây không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một nội dung đó là làm thế nào để nói trước đám đông không còn sợ hãi nữa để thuyết trình được tự tin. Chúng ta có cách nào để thuyết trình tự tin không ạ? Và sau đây chúng tôi sẽ nêu ra một số các cái gợi ý mà các bạn có thể tham khảo để mình có thể thuyết trình tự tin trước đám đông và có thể áp dụng một trong những cách này cho mình chúng ta sẽ tìm cái sự tự tin trong thuyết trình đúng không ạ trước tiên là cái niềm tin tôi có thể làm được bao giờ cũng vậy hãy nghĩ là mình có thể làm được thì bạn sẽ làm được còn nghĩ mình không thể nói được thì chắc chắn bạn là như vậy rồi chúng ta đã học về nhận thức bản thân rồi đúng không ạ hãy nghĩ những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Hay nghĩ rằng mình có thể nói trước được đám đông, người khác nói được thì tại sao mình không đúng không? Họ cũng là con người và mình cũng là con người thì chúng ta ban đầu đã phải là suy nghĩ tôi có thể làm được điều đấy. Hãy tự nói với mình trước đã, sau đấy thì nó sẽ tạo sức mạnh cho bạn làm được điều đấy. Và có một câu nói rất là nổi tiếng đó là gì ạ? Tất cả những cái người thuyết trình tốt nhất thì ban đầu họ đều là những người thuyết trình kém. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là không ai sinh ra đã là người thuyết trình tốt cả Và kỹ năng thuyết trình tốt Hay các bạn sinh viên hãy đùa là gì? Chém gió tốt đấy ạ Không phải là bẩm sinh Mà là do rèn luyện mà nên mà thôi Không phải ai sinh ra cũng đã biết thuyết trình tốt Đúng không?